3981 anh ơi. Cái này là cái này là tờ lớp 139 sẽ là 139.81. Đó. Rồi bây giờ 81 anh trừ cho 43. 81 trừ cho 43 là bao nhiêu? Nè, 43 trên này nha, để mình tính dương, mình tính 139 với 43 đúng không? À, mình tính cái biên độ á. Bỏ đi, tức là mình lấy hai số sau mình trừ thôi đã ra rồi. 81 trừ cho 43 là bao nhiêu? 8 rồi. 8 8 điểm. Đó, là rồi giờ cái biên độ biểu lượng là 8 điểm. Thì đây là thôi bây giờ là 50. Mình tính ra khối lượng.